là nhanh, mình muốn nói chuyện với những người nước ngoài nó thoải mái và tự tin hơn á. Bây giờ chị đang gặp phải vấn đề gì hả chị? Vấn đề gì khi chị giao tiếp với người nước ngoài à? Mình nói người ta, nói chung là có một số, chắc có thể là từ vựng mình còn vẫn còn hơi bị yếu chút, hơi bị yếu nè. Với lại nói thì mình nói không có được tự tin và lưu loát thoải mái Sao chị sợ sai hả? Chị ngại nói chuyện với người ta hay sao? á. Chị không ngại sai mà, tại vì chị chỉ là mình không có nói được thôi. Vậy trước đây chị đã học ở đâu chưa? Chưa Chưa học ở đâu bao giờ? chưa chị đâu ngại sai đâu, không. Dạ chị cho hỏi là ngày trước đến giờ chị đã tiếp xúc với những người nước ngoài nào rồi ạ? Cũng tại vì mình mới quán cà phê rồi mình muốn nói chuyện vậy thôi, nhưng mà mình nói không được, hoặc là gặp một vài người bạn mà tình cờ mình gặp đó, mình nói không có được nên mình đăng ký học. À vậy hả? Rồi ok. Ừ Cho vậy tiếp đó. đời sống hả chị? Vậy đó. Rồi ok. Giờ cho em hỏi về cái chọn giáo viên cho chị nhé. Thì bây giờ chị có định hướng là mình sẽ luyện với giáo viên nước ngoài hay Việt Nam chưa? Chị nghĩ là chắc nên làm việc với người Việt Nam trước. Rồi ok, về em đầy đủ thông tin rồi. À, bây giờ cho em làm bài test nha. Bài test về giao tiếp em sẽ có một bộ câu hỏi từ dễ cho đến khó, thì chị cứ trả lời như bình thường như cái cách chị giao tiếp với bạn chị á. Ừ thì trả lời được thì chạy trả lời thôi. Rồi. Ok. My name is Huy Thịnh, what's your name? My name Where are you from, Thư? I'm from living Ninh Thuận. Do you mind if I ask for your age? How old are you? Thank you.